Chương trình hộp thư truyền hình nhận được đơn của một số hộ dân ở phường 10 thành phố Vũng Tàu phản ánh hộ ông Nguyễn Ngọc Bích, tổ trưởng tổ dân phố ở số 414/15/15 đường Nguyễn Hữu Cảnh, xây nhà lấn chiếm đất công nhưng chính quyền chưa xử lý. Phóng viên chương trình đã tìm hiểu vụ việc. Người dân phản ánh từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018, ông Bích đã xây mới, sửa chữa và dựng tạm tổng cộng 4 căn nhà trên đất không phải của gia đình ông. Các căn nhà này sau đó được ông Bích bán lại hoặc cho thuê. Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10 thành phố Vũng Tàu cho biết, Ủy ban nhân dân phường không hề bao che đối với trường hợp xây nhà lấn chiếm đất công của ông Nguyễn Ngọc Bích. Khi phát hiện ông Bích có hành vi lấn chiếm đất công, Ủy ban nhân dân phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bích vào tháng 10 năm 2018. Từ đó đến nay, ngành chức năng của thành phố, phường thường xuyên xuống kiểm tra, vận động ông tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng lấn chiếm, đặc biệt là căn nhà cấp 4 ở địa chỉ 414/15/15 Thửa 89 thuộc tờ bản đồ số 25. Tháng 9 năm 2017 thì ông Bích có xin sửa chữa nhà, thì sau khi kiểm tra nguồn gốc đất và hiện trạng thì nguồn đất thì ông Bích, đất của ông Bích có khoảng 300 m² thì là được hồ sơ đăng ký đất năm 2002 thì có là ông Bích đăng ký sử dụng, và cái nơi mà sửa chữa nhà thì là cũng có hiện trạng là từ nhà cũ. Tuy nhiên trong quá trình sửa chữa thì là có cơi nới, có cơi nới vượt quy định thì phường đã xử lý, lập hồ sơ trình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý theo thẩm quyền. Thì ông Bích không đồng ý với ý kiến của cái hướng xử lý của phường 10. Thì ông Bích cũng nhiều lần gửi đơn lên Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng ủy yêu cầu là can thiệp. Và còn liên quan mà về cái ý kiến người dân là họ ông Bích mà lấn chiếm đất á, thì hiện giờ thì chưa có dấu hiệu này, chưa có. Thì chúng tôi sẽ ghi nhận cái ý kiến này và tiếp tục chỉ đạo cho cái bộ quản lý địa chính như là trật tự xây dựng kiểm tra thường xuyên. Thưa quý vị, với hành vi xây trái phép nhà lấn chiếm đất công, liệu ông Nguyễn Ngọc Bích có còn xứng đáng với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố hay không? Nhiều người dân ở khu phố 3 đặt vấn đề. Vì vậy, bà con đề nghị Ủy ban nhân dân phường 10 thành phố Vũng Tàu tiếp tục xử lý ông Bích về hành vi nêu trên và xem xét tư cách của ông Bích với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố.